Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn có dịp đi xuống cái khu Hạ Long Bay ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và Minh Toàn vào cái khu này là khu Vinh Bơn. Hôm nay Minh Toàn hỏi là vào khu Vinh Bơn. Và trong khu này Minh Toàn thấy quang cảnh như là không gian tầm nhìn khá là đẹp. Minh Toàn cũng muốn gửi các hình ảnh này đến quý bà con cô bác xa quê, cũng như là các bà con cô bác mà chưa có dịp đến với Hạ Long Bay, như là Hạ Long, Quảng Ninh. Thì qua video này để giúp bà con cô bác có thể thêm về Hạ Long Bay, cũng như là Hạ Long, Quảng Ninh. Và để xem những video về Hạ Long nói riêng và của Việt Nam nói chung, thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất, thú vị hơn, thú vị nhất về các cái khu du lịch, cũng như là các cái giải trí của đất nước con người Việt Nam chúng ta. Ở đây đăng ký là đăng ký miễn phí với bà con cô bác ạ, nên rất mong với bà con cô bác chúng ta hãy làm hành động đấy để nhận được những video mới nhất của Minh Toàn về Hạ Long và về Việt Nam của chúng ta. Thì sau đây Minh Toàn sẽ mời với bà con cô bác chúng ta hãy tham quan cái khu này xem về như thế nào nhé. Mến thưa quý bà con cô bác, ở đây thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được cái khu trước mặt của chúng ta. Đây, cái khu này đấy là khu resort. Khu resort này Minh Toàn có thể zoom đến một chút nữa cho quý bà con cô bác nhìn rõ hơn đấy. Đấy. Đấy, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy cái sự đồ sộ của cái khu resort này. Khu resort này thì gồm có nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vui chơi, giải trí, vân vân. Và như quý bà con cô bác có thể biết được là khu resort này thì là nó nằm riêng biệt với đất liền, không có cái đường bộ để đi ra khu resort này. Khi mà chúng ta ra khu resort thì chúng ta đi bằng đường biển, và sẽ có các cái con tàu mà chở quý khách hàng, quý bà con cô bác từ cái nhà trắng đầu này đấy, cái nhà trắng đấy, thì quý bà con cô bác vào đấy làm thủ tục xong, có tàu sẽ đưa quý bà con cô bác từ cái âu tàu đài này và ra khu resort đầu này đấy để chúng ta nghỉ dưỡng. Cũng có thể thấy là quý bà con cô bác đang nhìn một cái con tàu. Đây con tàu này, đây con tàu trắng này đang đưa khách từ trong cái âu tàu đấy để đưa ra cái khu resort, đúng không ạ? Nó đang chạy để ra khu resort đây. Đây là cái điểm mà nó tới. Đấy, để ra khu resort. Đấy, quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy. Và xa đầu này thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy các cái căn biệt thự mà đang đi vào hoàn thiện. Ở khu này thì rất là xa hoa và tráng lệ, theo cái cảm nhận cá nhân của Minh Toàn. Bởi vì vào khu này thì đúng là được nghỉ dưỡng và giải trí, nó rất là đáng sống. Thời tiết thì mát mẻ. Ở đây thì trước mắt của bà con cũng có các cái tàu cá. Đây, các cái tàu cá này thì cái bà con cô bác cũng có thể thấy được là các cái anh chị ở trên bà con đi đánh bắt cá về xong rồi vào ở đây. Đây là một cái lạch biển để neo đậu các cái con tàu. Sau đó thì các bà con đánh bắt sẽ đi ra ngoài biển và đánh bắt. Cái khu dậy xa đầu kia thì quý bà con cô bác cũng có thể biết được đấy là cái khu Vịnh Hạ Long. Và ở đây quay ra khu này nữa là quý bà con có thể là ngược sáng một chút. Khu này thì hơi ngược sáng bởi vì ánh nắng mặt trời chiếu vào, thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy cái quả núi xa đấy. Quý bà con nhìn thấy quả núi xa đầu kia không? Đấy là cái bán đảo Cái Dăm. Với bán đảo Cái Dăm thì quý bà con cô bác có thể là chúng ta đi theo cái đường này. Rồi ngược sáng nên nó hơi mờ. Yeah. Quý bà con cô bác chịu khó xem nhé. Đây, chúng ta để ra bán đảo Cái Dăm này, chúng ta sẽ đi theo cái đường này để chúng ta ra bán đảo Cái Dăm. Đường đấy thì nó hơi xa một chút. Đây, toàn chú mạng cho quý bà con cô bác có thể đi đường ra Cái Dăm. Đấy, đây, chúng ta đi theo đường này quý bà con cô bác. Đấy,
Và khu này đi ra bán đảo Cái Dăm thì nó là thuộc dưới cái khu khu Man Tuần Châu rồi. Đấy, nên Minh Toàn sẽ có dịp mà sẽ gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh về bán đảo Cái Dăm và cũng như là cái đường đi ra ngoài bán đảo Cái Dăm. Rất hy vọng quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những được xem những cái video mới nhất và các video thú vị của về Hạ Long nói riêng và cũng như là Việt Nam nói chung. Ở đây đăng ký miễn phí nên quý bà con cô bác hay mạnh dạn để chúng ta nhấn nút đăng ký, đừng ngần ngại quý bà con cô bác nhé. Ở trong khu này thì Minh Toàn nói thêm, trong khu này thì quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được là khu nó rất là mát mẻ. Đây, cây cối và đường ở trong này có các cái công viên cây xanh, đường xá thì là rất là sạch sẽ. Đấy. Và đây thì xung quanh đây quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được là trong này đã có những cái căn biệt thự mọc lên, tuy trượt nhiều nhưng mà cũng có khoảng 4-5 căn biệt thự gì ấy đã xây dựng lên như giống như căn biệt thự này. Còn đất trong này thì Minh Toàn đang đi ở trong này và Minh Toàn thấy ghi ở ngoài mặt đường và các cái biển là bán đất kèm với số điện thoại, nên ở đất trong khu này thì Minh Toàn cũng không biết được là đắt hay rẻ để chia sẻ đến quý bà con cô bác. Ở xa xa xung quanh đây thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được là các cái dãy nhà mới mọc lên đây thôi, khoảng là được vài năm rồi đấy thì các dãy nhà này mới mọc lên. Và khu đây sau cái biệt thự này thì quý bà con cô bác nhìn sẽ có một cái khu mà biệt thự đang hoàn thiện. Ở đây thì tiếp theo quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở cái quả núi đầu kia, đây quả núi này thì ở đây thì là quả núi đấy là người ta đang đào đất để làm các cái khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn như là các biệt căn biệt thự villa ở trên đấy. Người ta lấy cái đất đấy xong rồi người ta đi xuống đổ xuống biển. Ở đây thì Minh Toàn đã gặp cái cảnh tượng tức là đào núi lấp biển mà từ thời nhỏ đến giờ Minh Toàn cứ tưởng nghĩ đấy là một cái chơi thôi, nói cho vui thôi, nhưng mà về với Quảng Ninh thì chúng ta sẽ bắt gặp cái đấy được thường xuyên hơn. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy đấy là cái căn biệt thự với lại ấy đang xây ở đây này. Đấy, đấy, đang xây trên núi rồi. Và đây thì có thể nói được là một cái khu mà rất là mát mẻ và không khí rất là trong lành của quý bà con. Nếu quý bà con cô bác nếu mà Minh Toàn có điều kiện, Minh Toàn sẽ kiếm một cái mảnh đất ở trong này để Minh Toàn ở, nhưng mà không biết là Minh Toàn đến khi nào mới có được mảnh đất như thế này. Đây thì còn ở đây là quý bà con có thể nhìn thấy được, đây Minh Toàn bị kẹt cái dây. Đây quý bà con có thể nhìn thấy được là bà con đánh bắt xa bờ và bây giờ cũng là giờ chiều rồi nên là bà con về đây nghỉ ngơi và chuẩn bị nấu ăn. Cái cảnh này nó rất là đẹp, Minh Toàn xin dừng ở cảnh này và Minh Toàn chụp một bức hình về cái cảnh này ạ. Đấy, cái resort này Minh Toàn thấy khá là đẹp. Có thể Minh Toàn zoom lại một tí nữa để chụp gửi đến quý bà con cô bác nhé. Rất là đẹp. Mến thưa quý bà con cô bác, ở trong này thì quý bà con có thể nhìn thấy cái khuôn viên nó rất là rộng rãi, tầm nhìn rất là đẹp. Phía đầu xa xa mà quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các cái dãy núi đấy, đấy là khu Hạ Long Bay, khu Vịnh Hạ Long. Rất là đẹp bà con ạ.
Đây mình Toàn xin đi xuống đây để xem trong khu này như thế nào nhé. Đây là cái khu mà tàu cá, tàu thuyền cá đang đậu. Và chắc là người ta đi biển xong người ta về đây để bán cá. Mình Toàn xin dừng ở đây để quay một chút ở phía ngoài này, gửi đến quý bà con cô bác. Quý bà con có thể nhìn thấy xa 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 đằng kia. Đấy, là cái khu resort của Vinpearl. Và đây thì có các cái tàu thuyền cá về ở đây. Trong này thì có cái khu đây, quý bà con cô bác nhìn thấy luôn là các tòa nhà xung quanh, các tòa nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều. Chúng ta nếu mà muốn ra được cái resort kia là chúng ta phải đi vào cái khu nhà trắng trắng, xong chúng ta vào đấy chúng ta mua vé và làm thủ tục ở đấy, xong rồi đi vào cái âu phía đằng kia kìa. Đấy là có cái tàu ở đó sẽ đưa quý bà con cô bác ra cái khu resort này. Và cái điểm đầu tiên của khu resort này đấy, cái điểm đấy là điểm tàu cập bến. Và chúng ta sẽ ăn nghỉ ở trên đấy, vui chơi ở trên khu resort đấy. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy các cái bà con mà đi chèo thuyền, bơi lội để đánh cá, có thể nấu ăn ở trên trên thuyền luôn. Và đây quý bà con cô bác, nước ở đây cũng khá là sạch. Đây Minh Toàn đang ngồi nghịch nước đây để cảm giác được cái đồ trong lành sạch sẽ ở cái khu Hạ Long Bay này. Đây có chú đấy, là chú vợ chồng cô chú đang còn nấu ăn. Đây là các cái lưới đánh cá, lưới chèo thuyền đánh cá. Chèo rất là khéo, các tàu thuyền neo đậu buộc lại với nhau. Ở khu xa xa đầu kia thì quý bà con cô bác nhìn thấy ở khu đấy là khu giống như là bán đảo Cái Răm. Anh ơi, ở khu đấy có phải bán đảo Cái Răm không anh? À vâng. Thế có đường bộ ra không hay là phải đi tàu thuyền? À. Dạ vâng ạ. À vâng, em cảm ơn anh. Đấy, như quý bà con cô bác cũng có thể biết được là đi ra bán đảo Cái Răm thì là chúng ta đi cái đường dưới khu Tuần Châu kìa. Đấy, khu dưới này là khu Tuần Châu rồi này. Thì chúng ta đi ra bán đảo Cái Răm, ở ngoài này là khu bán đảo Cái Răm rồi. Còn đây là khu Vịnh Hạ Long.
Thì trong khu này cũng là một khu mà khá đẹp và khu du lịch ở trong khu Hạ Long Bay này với bà con cô bác ạ.